Trong tập trước, người của Quỷ Linh Môn vì bị các môn phái khác tấn công, có nguy cơ diệt vong, mà tìm đến Lập Đen nhờ ra tay giúp đỡ, đồng thời đem tặng hắn rất nhiều bảo bối làm tiền công. Tuy nhiên Lập Đen do vẫn cay cú năm xưa bị Vương Thiền của Quỷ Linh Môn rượt chạy khắp thiên nam, mà ra điều kiện phải thủ tiêu Vương Thiền mới chịu ta tay. Cuối cùng đám người Quỷ Linh Môn đành phải đồng ý. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Bảo Châu không có vấn đề gì, ta cẩn thận kiểm tra qua nhiều lần rồi, vô luận thuộc tính hoặc bộ dáng đều có vẻ là Mộc Linh Châu, không phải giả, hạt châu này tuyệt không có vấn đề gì, nếu không ta như thế nào lại mạo muội làm y như lời lão nói. Lão giả ngưng trọng lắc đầu, nhưng lão ma này tuyệt không có khả năng làm chuyện vô ích. Trung sư huynh hẳn là nên cùng ta thương lượng trước một chút rồi mới làm việc. Vạn nhất chuyện này có gì không ổn thật có thể làm cho bổn môn gặp tai nạn diệt môn. Hoàng Bào đại hán trên mặt mất hẳn vẻ bình tĩnh, nôn nóng nói, hừ, không theo lời lão ma này mà làm thì có thể có thứ bảo vật gì đánh động được vị tu sĩ đệ nhất thiên nam này chứ? Về phân thương lượng cùng với sư đệ thì có tác dụng gì đây? Trừ phương pháp này ra bổn môn còn có con đường nào sao? Có nói, ta và ngươi cũng không cần trông mong chạy đến tận Lạc Vân Tông này. Trung lão giả hừ lạnh một tiếng. Hoàng Bào đại hán nghe xong lời này lông mày vẫn chưa giãn ra nhưng nhất thời cũng im lặng, quên đi, châu này cũng đã đưa đi rồi, cho dù là muốn đổi ý thì cũng đã muộn, chỉ cần hạt châu không có vấn đề gì thì cũng không liên quan đến chúng ta. Run sợ nửa ngày, vị yến gia tu sĩ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Lời yến sư đệ thật đúng, tụ linh châu kia ngay từ thời thượng cổ đã vang danh dị bảo, qua nhiều năm như vậy, cho dù có sự tình gì thì chúng ta cũng có thể chối bỏ. Huống hồ lúc ấy vị thiên nam đệ nhất tu sĩ này cũng tự mình xác nhận cái này không có vấn đề rồi. Điều này càng chứng minh bổn môn không có vấn đề gì. Trung lão giả đôi mắt tinh quang chợt lóe, cười lạnh nói, được rồi, việc này cũng chỉ có thể nghĩ đến đây thôi. Chẳng qua cũng nên cẩn thận, một khi bổn môn vượt qua được kiếp nạn này liền lập tức đóng cửa tông môn trăm năm rồi nói sau. Hoàng Bào đại hán im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi bất đắc dĩ nói, ân, lời của sư đệ rất có đạo lý, cứ theo ý sư đệ vậy. Trung lão giả gật gật đầu, đồng ý nói. Tiếp theo hai vị trưởng lão Quỷ Linh Môn cũng không nói tiếp gì nữa mà lập tức tăng tốc. Lưỡng đạo độn quang thẳng hướng Yến Như Yên đã không thấy bóng dáng đuổi theo. Ở cùng thời điểm đó, Hợp Hoan Tông cấm địa bị sương mù màu xám nồng đậm bao phủ, tại chỗ sâu bên trong một bóng người ẩn hiện ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch, miệng thì thào nói, tính thời gian thì vật kia cũng đã đến tay Hàn tiểu tử rồi. Khẩu hô, Mộc Linh Châu, có này dị bảo, người tất nhiên tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều, nhưng là tới khi đột phá hóa thần kỳ bình cảnh thì, hắc hắc, người này nói xong, nhưng lại không có hảo ý trong lòng, cười lạnh đứng lên. Hàn Lập đang ở trong Quý Tân Lầu, thưởng thức Mộc Linh Châu, đang muốn đem cả hai bảo vật khác cùng thu vào thì trong tai bỗng truyền thanh âm nhàn nhạt của đồng tử. Hàn đạo hữu, ngươi thật sự định cứ như vậy mà đem châu này giữ lại, sao vậy? Hỏa tụ linh châu này có vấn đề gì sao? Hàn Lập ngẩn ra, khẽ cau mày hỏi, hắc hắc, hạt châu này bản thân nó thì không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi có biết hay không, tụ linh châu thứ này kỳ thực là một loại bảo vật bán thành phẩm thất bại. Ngươi cứ như vậy dùng châu này tu luyện, lúc đầu đích xác tu vi tiến nhanh, pháp lực tiến bộ thần tốc, thế nhưng chờ tu vi tới trình độ nhất định gặp phải bình cảnh, sẽ phát hiện khuyết điểm. Cao giai tu sĩ dùng châu tu luyện, đột phá bình cảnh cùng các tu sĩ khác gian nan gấp bội, bởi vì chỉ dựa vào một tia linh khí thu nạp mà làm cho công pháp tiến nhanh kỳ thực đã làm cho năng lực cảm ứng các loại linh khí khác của ngươi suy yếu. Đối với tu sĩ dưới nguyên anh kỳ mà nói, điểm khiếm khuyết này cũng không rõ ràng hẳn, thế nhưng đối với ngươi cần phải cảm ứng các loại thiên địa nguyên khí mới có thể đột phá được, căn bản là mất nhiều hơn được. Vì vậy công năng tụ linh châu này tuy rằng kỳ dị, nhưng tại linh giới chỉ dùng cho đệ tử có tư chất thấp cấp tốc dùng, cao giai tu sĩ căn bản sẽ không ngu gì mà làm vậy cho hư chuyện. Đồng tử tỉ mỉ giải thích nói, nhưng có chuyện như này, tuy nói là vậy, bảo châu chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu ngươi có biện pháp tìm được tài liệu chân quý mộc thuộc tính liền có thể đem chuyển hóa thành một loại bảo vật khác là mộc sinh châu. Châu này tuy rằng không thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi nhưng nếu ngươi luyện hóa hoàn toàn châu này, có thể cho ngươi có một lần thần thông bất diệt chi thể, lúc nguy hiểm có thể cứu được mạng nhỏ của ngươi đó. Đồng tử chậm rãi nói, bất diệt chi thể. Hàn Lập nghe được lời ấy ngạc nhiên lớn, loại thần thông này hắn ước ao đã lâu. Thần thông này hắn đã thấy qua trên người một ít yêu thú có lai lịch cổ ma cùng với thiên tuyệt ma thi, còn nhân loại tu sĩ thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe qua có ai có thể tu luyện thành công. Không sai, một viên mộc sinh châu có thể cho ngươi thi triển bất diệt chi thể một lần. Trong thời gian thi triển, ngươi dù cho dù đầu rơi xuống đất, ngươi chia hai đoạn đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng tử cười nhẹ một tiếng nói, có chuyện này sao? Nhưng chỉ có thể thi triển một lần, chẳng phải là bảo vật này cũng biến mất? Hàn Lập động dung, vừa nghi hoặc hỏi, bất diệt thân thể có thể thi triển một lần, trong thời gian ngắn có khả năng cứu mạng nhỏ ngươi một lần, vậy còn không mãn ý sao? Nhưng trong bảo châu ngoại trừ cần mục linh, còn cần vài loại tài liệu, tại nhân giới chỉ sợ cũng không tìm kiếm nổi, có thể hay không luyện thành cũng không phải chuyện tình dễ dàng. Đồng tử không nhanh không chậm hừ một tiếng, còn cần tài liệu gì? Tài liệu thuộc tính mộc,
ta thu thập được cũng không ít. Hàn Lập không cho là đúng cười, cần tài liệu gì, ta sẽ phục chế một phần cho ngươi. Nhưng muốn ta nói cho ngươi phương pháp luyện chế, cũng cần đạo hữu cho ta một vài thứ để trao đổi. Đồng tử cũng thản nhiên, trực tiếp nhắc tới điều kiện. Ồ, Thiên Lan đạo hữu muốn cái gì, cứ việc nói thẳng ra. Hàn Lập vừa nghe được đồng tử nói trái lại trong lòng thả lòng. Nếu như hôm nay Thiên Lan thánh thú vô duyên vô cớ nói cho hắn phương pháp luyện chế, không cần chút thủ lao, vậy hắn ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Tuy nói hai người lúc trước bởi chuyện lôi kiếp, có chút giao tình, chung quy người yêu vẫn khác biệt, trong đó, nhiều nhất là lợi ích mới bảo trì được tình huống hiện tại. Hắn trong lòng thủy chung vẫn có một tia cảnh giác, hắn cũng không nghĩ rằng bằng vào ơn huệ giữa một người một yêu lúc trước mà có thể cứ vậy thản nhiên đối đãi. Nói gì đến chuyện tín nhiệm, đối phương giúp đỡ nhiều như vậy, đa phần là vì hắn có hư thiên đỉnh trong tay, lại không thể rời chiếc đỉnh này mà hành động độc lập, không thể không cúi đầu. Điều kiện của ta không có gì, ta tuy rằng biến hóa thành công, nhưng vẫn cần phục dụng một ít linh dược, dùng để củng cố cảnh giới. Số linh dược này, lấy địa vị của Hàn huynh tại Thiên Nam, thực dễ thu đến tay. Đồng tử chậm chậm nói, không thành vấn đề, đạo hữu đem những thứ cần ghi vào trong phương pháp luyện chế đi. Hàn Lập nghĩ một lát liền lập tức đáp ứng, được, chờ đạo hữu trở lại động phủ, ta sẽ đem danh sách tài liệu và phương pháp luyện chế cùng giao cho đạo hữu. Đồng tử thấy Hàn Lập trả lời rõ ràng cũng rất vừa lòng. Hàn Lập nghe vậy cười, đem Mộc Linh Châu một lần nữa để vào trong hộp gỗ, sau đó lật tay, ba kiện bảo vật đồng thời bị thu vào túi trữ vật. Thiên Lan đạo hữu, ngươi cảm thấy Quỷ Linh môn liệu có biết khuyết điểm của Mộc Linh Châu? Hàn Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, thanh âm chợt lạnh, cái này cũng khó nói, nghe lúc trước ngươi nói, viên châu này từ rất lâu đã bị cổ tu sĩ bỏ đi, khuyết điểm này cũng không lưu truyền lại, nếu Quỷ Linh môn tu sĩ nguyên anh kỳ tu luyện mộc thuộc tính có dùng viên châu này, sẽ thấy ngay chỗ hại, nếu không tu luyện, chỉ mang trên người, tự nhiên không thể nào phát hiện ra cái gì. Ngươi nghĩ ba kẻ kia cố ý dùng viên châu này ngăn cản ngươi tiến ra hóa thần? Đồng tử lập tức đáp, vốn dĩ nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại, Quỷ Linh môn tựa hồ không có động cơ làm thế. Suy cho cùng cũng chỉ ngăn cản tiến giai hóa thần thôi. Ta dù cho dừng tại cảnh giới Nguyên Anh thì ở Thiên Nam vẫn là đệ nhất tu sĩ. Bọn họ không sợ đến lúc đó ta phát hiện, nhất thời giận dữ tiêu diệt Quỷ Linh môn sao? Trong đó sợ còn có nội tình. Ta nghĩ, nếu có thể lợi dụng Quỷ Linh môn làm việc này, kẻ sau lưng nhất định là tu sĩ ở Thiên Nam. Mà ta tiến giai hóa thần, đối với người khác có gì khác biệt? Ta dù không tiến giai hóa thần, Thiên Nam cũng không ai là đối thủ của ta. Hậu quả duy nhất khi không tiến giai được hóa thần là thọ nguyên của ta không thể tăng lên được, chỉ có thể duy trì hơn ngàn năm. Như vậy, thời gian La Vân Tông áp chế tông phái khác ở Thiên Nam sẽ ngắn lại. Nhưng đối với tông môn bình thường mà nói, thì ai trở thành đệ nhất tông môn Thiên Nam cũng như nhau cả. Tông môn có tư cách làm chuyện này cũng chỉ vài nhà thôi, cao nhất có lẽ là Hóa Ý Môn, Hợp Hoan Tông, Thái Nhất Môn, một trong tam đại tông phái, hoặc bọn họ âm thầm cùng nhau liên thủ. Hàn Lập sờ sờ cằm, tâm niệm xoay chuyển phân tích rất nhanh. Nghe người nói như vậy, chuyện vốn không chút đầu mối, tựa hồ lập tức rõ ràng. Ngươi cho rằng ba gã Nguyên Anh hậu kỳ kia tham gia chuyện này? Đồng tử đối với phân tích của Hàn Lập có chút ngần ra, cả nửa ngày sau mới cười khổ một tiếng nói, cũng có thể, chuyện này cũng chỉ là đoán, ai biết chân tướng ra sao, ta cũng không cách nào nói chắc được bao nhiêu phần. Hàn Lập đứng dậy, đi lại trong phòng vài bước, nhìn lên trần, lạnh lùng cười, muốn biết chân tướng cũng không khó, bắt lấy ba kẻ kia, dùng sư hồn thuật chẳng phải sẽ biết sao? Đồng tử cười nhẹ đề nghị, bắt bọn họ tuy dễ dàng, nhưng cũng chả được gì, cho dù biết chân tướng cũng không có chứng cứ rõ ràng, ta không thể tùy tiện động thủ với một tông môn. Điên cuồng một lần bắt ba gã tu sĩ Quỷ Linh môn, ta sẽ trở thành tâm điểm mọi người chỉ trích. Hiện tại ta ở Thiên Nam là đệ nhất tu sĩ, tuy rằng làm cho kẻ khác kính sợ, nhưng số người ghen ghét đố kỵ lại càng nhiều hơn. Nói không chừng sẽ bị những người khác mượn cơ hội, phát động toàn bộ Thiên Nam tu sĩ đối với ta làm khó dễ. Đến lúc đó ta cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống lại toàn bộ tu sĩ Thiên Nam. Loại việc như vậy trước đây, ở Thiên Nam không phải chưa từng phát sinh. Hàn Lập trên mặt chợt lóe tia tàn khốc, nhưng trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu. Hàn tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi có lúc tay lạnh chân run rồi. Nếu là lão phu ở linh giới, với tính tình của ta, hắc hắc, chẳng qua cái này tuy ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình, ta cũng không đa sự nữa. Đồng tử lời biếng nói, yên tâm, nếu biết có kẻ lòng dạ khó lường, ta sẽ cẩn thận, việc này cứ giả vờ không biết đi. Người nọ nếu dừng tay thì không sao lại thi triển thủ đoạn với ta, bị ta phát hiện dấu vết. Chỉ cần có chứng cứ rõ ràng, hừ, bọn chúng tự nhiên sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói lại băng lãnh, ai cũng có thể nghe ra. Lúc này đông tử chỉ cười khẽ, cũng không có tiếp lời. Hàn Lập ngồi trong phòng ngây người trong chốc lát, rút cuộc vẫn ra khỏi Quý Tân lâu, ngẩng đầu nhìn một tòa lâu khác cách đó không xa, chân mày lơ đãng nhíu lại. Hàm Vân Chi còn chưa tính, Đồng Tuyên Nhi nàng tìm tới cửa, vì chuyện gì? Năm đó hắn cùng Đồng Tuyên Nhi cũng không quá vui vẻ,
nàng lớn lên thiên kiều bá mị, nhưng chưa lưu lại cho hắn ấn tượng tốt gì. Bất quá Hàn Lập cũng nghi hoặc một việc, hắn năm đó từ trong miệng một gã đệ tử Hợp Hoan Tông biết được, năm đó Đồng Tuyên Nhi đã từng phái người tìm hắn một thời gian, cái này là vì sao? Hàn Lập nhìn lâu các xa xa, ánh mắt chớp động vài cái sau đó chậm rãi tiến vào bên trong lầu các, bên trong đã thấy hai nữ tu sinh đẹp, kẻ đứng người ngồi trầm mặc không nói gì. Ngồi đó là một nữ tử vận hoàng sam, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, một nữ tử dịu dàng phảng phất như bích ngọc. Đứng cạnh là một bạch sam nữ tử, dung mạo vô cùng quyến rũ động lòng người, nhưng bên trong mắt chứa một tia liều tụy. Điều này lại không ảnh hưởng gì đến dung mạo của nàng, ngược lại càng làm tăng thêm vài phần ưu tư động lòng người. Hàn Lập tiến vào, lập tức làm hai nàng đồng thời nhìn lại. Hai vị đạo hữu đã đến, Hàn Mỗ thật có chút ngạc nhiên. Bất quá hai vị tiên tử đều là người quen cũ của Hàn Mỗ, hôm nay có thể gặp lại, tại hạ thật có chút cảm khái. Hàn Lập đến trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua, trên mặt thản nhiên cười. Hàn đại ca, không, Hàn tiền bối, Vân Chi lần này đến bái phòng, không gây phiền toái gì cho tiền bối chứ. Nữ tử vừa thấy Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đứng dậy có chút không biết nói sao cho phải. Về phần Đồng Huyên Nhi vận một thân bạch y, đôi môi đỏ tươi khẽ động vài cái, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng trên mặt ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút kích động, mừng rỡ, lại có chút gì đó xa lạ cùng oán hận. Hạm cô nương đến chỗ này, tại hạ cao hứng còn chưa kịp nữa, sao lại nói tới cái gì làm phiền với không phiền chứ, người cũng không cần xưng hô với ta cái gì tiền bối với không tiền bối, cứ gọi một tiếng Hàn đại ca là được. Người tựa hồ đã đến kết đan trung kỳ đại thành, xem ra tiến vào hậu kỳ cũng là sắp tới chuyện tình sớm muộn thôi. Hàn Lập vừa cười vừa nói, nữ tử vừa nghe Hàn Lập nói như thế, trên mặt hiện vẻ đỏ ửng, nhưng lập tức gật đầu mừng rỡ. Lần này đến đây, ta kỳ thật là muốn cảm ơn ân Hàn đại ca năm đó hai lần không giết, nếu đổi lại là rơi vào trong tay tu sĩ khác, Vân Chi này hai lần chỉ sợ một lần đều không thể sống. Hạm Vân Chi cảm kích thấp giọng nói, xem ra ngươi đã nhớ lại tất cả chuyện tình huyết sắc thí luyện năm đó rồi, cũng biết việc phát sinh sau đó là do tại hạ gây nên. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trở nên cảm thấy tức cười. Nói cũng kỳ quái, Hàn Lập tự nhiên mơ hồ đem nàng này coi như là tiểu muội của mình, vì Hạm Vân Chi này tự hồ đối với Hàn Lập cũng có cảm giác không sai biệt lắm. Nói mấy câu liền quên đi thân phận Hàn Lập hiện nay, thân mật dị thường cùng hắn nói chuyện rồi cười rộ lên. Nói chuyện một lát, Hàn Lập và nàng này lại bắt đầu ôn lại một ít chuyện cũ về Thái Nam tiểu hội năm đó và huyết sắc thí luyện, cùng khiến cả hai không ngừng cảm khái. Năm đó khi hai người tham gia hội kia thì tuyệt không nghĩ tới 200-300 năm sau bọn họ sẽ lại gặp gỡ trong hoàn cảnh này. Lúc ấy một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là đối tượng mà bọn hắn ngưỡng mộ. Đúng rồi, vị đồng tỷ tỷ này là ta làm quen được trong điển lễ, nghe nói là đồng môn của Hàn đại ca. Lần này có chút việc đến tìm Hàn đại ca. Hàm Vân Chi như chợt nhớ ra điều gì, sau khi đột nhiên xoay đầu hướng Đồng Huyên Nhi cười một tiếng liền nói vậy với Hàn Lập. Năm đó đồng tiên tử đích xác giống ta đều là môn hạ Hoàng Phong Cốc, bất quá tu vi đồng đạo hữu tựa hồ so với lần gặp mặt vội vã trước đây không có gì tăng tiến rõ ràng, bộ dáng hình như là dẫm chân tại chỗ. Hàn Lập nghe xong Hàm Vân Chi nói như vậy, liếc mắt nhìn về phía Đồng Huyên Nhi ôn hòa nói, ta trở nên như thế này còn không phải do ngươi ban tặng sao? Đồng Huyên Nhi sau khi sắc mặt thay đổi lúc trắng lúc hồng, đột nhiên cắn răng, phi thường tức giận hướng Hàn Lập nói. Hàn Lập không hiểu ra sao, ngẩn người ra, Hạm Vân Chi chớp chớp mi mắt, cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đồng tiên tử, lời này có ý tứ gì? Đồng đạo hữu tu vi đình trệ không tiến có liên quan gì với Hàn Mỗ? Phục hồi tinh thần lại, Hàn Lập trong lòng tự nhiên không hài lòng, sắc mặt trầm xuống nói. Nếu không phải ngươi thành tâm ma của ta, ta như thế nào lại nhiều lần vô phương đột phá bình cảnh, một mực dừng lại tại trung kỳ nhiều năm như vậy? Đồng Huyên Nhi trong lúc đó quên luôn thân phận khác biệt giữa mình và Hàn Lập, vừa giận vừa tức nói, phảng phất ủy khuất đầy bụng không cách nào nói hết. Tâm ma Hàn Lập thì thào một tiếng, có chút kinh nghi. Năm đó tại Yến Gia Bảo, ta rơi vào trong tay Điền Bất Khuyết, bị tên đó bắt cóc trở về Hợp Hoan Tông, mới biết được thân thế thật sự của mình. Ta đúng là huyết mạch đích truyền của Hợp Hoan Tông Vân Lộ Lão Ma, chỉ là sau này phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn, mới bái làm môn hạ ở Hoàng Phong Cốc. Ta năm đó lúc mới sinh không lâu đã bị Vân Lộ Lão Ma tự mình thi triển một loại bí thuật tên Dịch Mộng Quyết lên người, một khi tu luyện công pháp có liên quan đến mị thuật, tự nhiên sẽ như nước chảy thành sông, hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng pháp quyết này khó khăn nhất và dễ dàng nhất cùng nằm ở một cửa ải tâm ma này, dễ dàng là có thể không gặp chút trở ngại nào, giống như ăn cơm uống nước dễ dàng đột phá, còn khó khăn là có thể cả đời lại bị vây ở trên một cửa ải tâm ma này, tu vi không cách nào tiến thêm, thậm chí nếu tâm ma quá nặng, ngược lại sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị tu vi bị lùi lại. Đồng Huyên Nhi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, cho là thế đi, nhưng ta sao lại trở thành tâm ma của ngươi? Ta cùng đồng đạo hữu cũng không có gặp mặt nhiều lần. Ngần người một hồi lâu, Hàn Lập mặt mày cổ quái hỏi một câu, ta sao mà biết chuyện này được? Từ khi kết đan thành công, ngươi lại thành tâm ma bắt đầu xuất hiện trong việc tu luyện của ta. Mặc dù ta dựa vào một chút ngoại lực,
cuối cùng miễn cưỡng đột phá kết đan sơ kỳ, nhưng là sau khi đến trung kỳ, lại phải chịu bó tay, chỉ có thể hóa giải tâm ma này, tu vi mới có thể tiếp tục tăng tiến. Ta cũng đã hỏi vị tổ tiên Vân Lộ lão ma kia của ta, hắn nói sở dĩ ngươi có thể thành tâm ma của ta, hơn phần nửa là do ngươi năm đó không biết tu luyện cái đặc thù công pháp gì, có thể không bị mị thuật của ta mê hoặc, sau đó ta lại rơi vào trong tay Điền Bất Khuyết, khi ta bị mị thuật cắn trả thì lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc, lúc này mới thành tâm ma của ta. Hàn Lập hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hàm Vân Chi nghe đến đó, bộ dáng cũng trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói ngươi sau khi kết đan không lâu, từng phái người đi tìm ta. Nếu là tìm được Hàn Mỗ rồi, ngươi sẽ đối đãi như thế nào với một cái tâm ma là ta đây? Sau một lúc lâu, Hàn Lập cuối cùng khôi phục tỉnh táo, ánh mắt chợt lóe chậm rãi hỏi. Đối phó với tâm ma có vài biện pháp, có thể dựa vào ý chí chính mình vượt qua, hoặc đem thứ đại biểu cho tâm ma tiêu diệt, hoặc là hóa giải nó. Ta lúc ấy là muốn dùng loại phương pháp thứ hai. Đồng Huyên Nhi nói đến đây có chút ngập ngừng, khi nói những lời này thì trên mặt đột nhiên nổi lên một mảnh dạng mây hồng, khiến nàng trong nháy mắt trở nên diễm lệ lạ thường. Hàn Lập nghe được nàng này nói đến tiêu diệt, hai mắt khẽ nháy, nhưng sau khi nghe xong toàn bộ liền lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại nghĩ tới cái gì, trên mặt có chút không được tự nhiên. Ta hiểu mục đích ngươi đến chỗ này, ngươi là muốn ta dùng thần niệm truyền độ bí thuật, giúp ngươi vượt qua cửa tâm ma này. Hàn Lập trầm mặc một chút, chậm rãi nói, đúng vậy, vốn tại lần xâm lấn kia của Mạc Lan Nhân, ta thấy ngươi đã nghĩ đến việc tìm ngươi hỗ trợ, nhưng không nghĩ đến ngươi đã tiến giai đến Nguyên Anh kỳ. Sau một chút do dự đã đánh mất cơ hội. Đồng Huyên Nhi sắc mặt khôi phục như thường, thản nhiên thừa nhận. Đồng đạo hữu khẳng định rằng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi sao? Hàn Lập cười khẽ hỏi ngược lại. Ngươi hiện tại đã là Thiên Nam đệ nhất tu sĩ, ta cũng không biết ngươi sẽ xuất thủ giúp ta một kết đan tu sĩ nhỏ nhỏ này hay không. Nhưng ta nếu muốn sinh thời tiến giai vào Nguyên Anh kỳ, cũng chỉ có duy nhất con đường này. Đành thử một phen vậy. Đồng Huyên Nhi mắt lộ ra vẻ u oán nói, năm đó ta và ngươi ở chung mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng là đồng môn một thời gian. Nếu tâm ma bởi vì ta mà xuất hiện thì việc giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma đối với ta hiện tại không đáng nhắc tới, ta có thể xuất thủ trợ giúp ngươi một lần. Hàn Lập chậm rãi nói, thật sao? Đồng Huyên Nhi nét vui mừng hiện rõ trên mặt, giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma này, đối với ta hiện tại thì không đáng nhắc tới, ta sao lại lừa ngươi? Bất quá sau chuyện này, ta cùng đồng tiên tử liền không có liên quan. Đồng đạo hữu sau này liền tự giải quyết cho tốt đi. Hàn Lập trong mắt dị sắc trượt lóe, chậm rãi nói, Hàn đạo hữu chịu ra tay tương trợ, Đồng Huyên Nhi liền vô cùng cảm kích, như thế nào lại có vọng tưởng khác. Đồng Huyên Nhi sắc mặt khẽ tái đi, im lặng chốc lát, mới mặt không chút thay đổi nói, tốt, đồng đạo hữu hiện ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ tới đây, giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma này. Hàn Lập nói, thần sắc bình tĩnh dị thường. Đồng Huyên Nhi lạnh lùng gật đầu, không nói gì. Tiếp đó Hàn Lập lại cùng Hạm Vân Chi hàn huyên một hồi, bảo nàng này ở lại Lạc Vân Tông mấy ngày, du ngoạn thật tốt nơi này, sau đó mới cáo từ rời khỏi Lầu Các. 5 ngày sau, Đồng Huyên Nhi cùng Hạm Vân Chi trước sau rời khỏi Lạc Vân Tông, phân biệt quay trở về Ngự Linh Tông cùng Hợp Hoan Tông. Chỉ là Đồng Huyên Nhi, dưới sự trợ giúp của Hàn Lập rốt cục vượt qua một cửa ải tâm ma này, sau đó không tiếp tục gặp trở ngại mà tiến giai kết đan hậu kỳ, mà Hạm Vân Chi trên người trừ bảo vật và vài bình đan dược Hàn Lập tặng ra. Mặt khác còn đem một phong thư Hàn Lập gửi Ngự Linh Tông đại trưởng lão. Khi Hàn Lập hóa thành một đạo kinh hồng bay đến trước động phủ của mình, một vị cung trang thiếu phụ bạch y phiêu phiêu đang mỉm cười đứng chờ. Nàng thấy độn quang Hàn Lập hạ xuống, lập tức dịu dàng nói, Vân Chi muội muội sao nhanh chóng rời đi vậy, kỳ thật chàng có thể lưu nàng ở lại lâu thêm mấy ngày mà. Không cần, có mấy ngày gặp mặt kia cũng đủ để giải khai khúc mắc liên quan đến Vân Chi. Hàn Lập mỉm cười lắc đầu, được, chỗ này của ta vừa mới lại nhận được tin tức có liên quan đến một vị hồng nhan khác của chàng. Vị tên tử linh nữ từ kia mấy năm trước đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, đã động thân đi du lịch Đại Tấn. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ chàng khó có thể gặp được nàng. Nam Cung Uyển cười mà như không phải cười nói. Lấy tư chất tử linh thì ngưng kết Nguyên Anh so ra cũng không phải là việc ly kỳ gì. Còn về chuyện nàng có hay không ở Thiên Nam thì nếu có duyên thì tự nhiên sẽ còn cơ hội gặp lại. Mặt khác mấy ngày tới, sau khi được đưa tới một nhóm tài liệu luyện khí ta cần, ta liền bắt đầu bế danh tử quan, tranh thủ sớm đem tu vi luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó lại đem đại diễn quyết hoàn toàn luyện thành, cuối cùng lại sẽ đem 5 loại cực hàn chi diễm cùng ngũ tử đồng tâm ma hợp nhất 2 thành 1. Hàn Lập hướng ái thê của mình sau khi cười một tiếng, ung dung nói, tốt, ta đồng dạng cũng đang muốn tiến lên cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, hy vọng ngày ta và chàng xuất quan, chính là ngày vợ chồng ta đại công cáo thành. Nam Cung Uyển thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt vô cùng ôn nhu nói, ha ha, hy vọng thật sự có thể như lời Uyển Nhi nói, bất quá mấy ngày này, nàng phải buổi tiếp vi phu mấy tối thật tốt. Hàn Lập trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ quỷ dị, ánh mắt tại vài địa phương nổi bật của thiếu phụ, không có hảo ý lướt mắt xem xét vài lần. Từ lúc nào miệng lưỡi chàng trở nên trơn tru như vậy,
Cung Trang thiếu phụ nghe vậy mặt mày đỏ bừng, khẽ gắt Hàn Lập, nhưng thần sắc quyến rũ, con mắt sáng lưu động không ngừng, miệng lưỡi trơn tru, từ khi ta mới ra đời tới nay, đây chính là lần đầu tiên có người đánh giá Hàn Lập ta như vậy, đại khái cuộc đời này chỉ biết miệng lưỡi trơn tru với một người là nàng. Hàn Lập ngửa đầu cười ha ha một tiếng, thanh âm thẳng chấn lên chín tầng mây, trong vài tòa núi đều mơ hồ có tiếng cười quanh quẩn không ngừng. Trong một tòa động phủ Tử Mẫu Phong, một thiếu nữ 14-15 tuổi đang cầm một cái thẻ ngọc đọc, sau khi nghe được tiếng cười của Hàn Lập, không khỏi nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng. Đột nhiên nàng ngọt ngào cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Vân Mộng Sơn Mạch, trong một gian mật thất thuộc Tử Mẫu Phong, bốn phía đều là một mảnh sương mù, tựa hồ cả gian mật thất đều được đặt dưới cấm chế. Tại trung tâm mật thất, có một người toàn thân thanh quang chớp động đang ngồi xếp bằng ở đó, bốn phía lại có năm bộ nhân hình khô lâu trắng loãng như ngọc, đồng dạng cũng đang ngồi xếp bằng xung quanh. Những khô lâu này toàn thân bao phủ một tầng ma khí xám trắng nhàn nhạt, nhưng khóe miệng khẽ mở ra, bên trong phân biệt có hắc, bạch, lam, hoàng, lục năm loại quang diễm chớp động không ngừng. Thanh sắc nhân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trung tâm, hai tay hợp lại đặt trước ngực, một đoàn tử diễm chói mắt như có như không hiện lên trên tay. Đúng là Hàn Lập, người đã bế quan không biết bao nhiêu năm. Đột nhiên trên vách tường ngân quang chợt lóe, một đạo thanh sắc nhân ảnh quỷ dị từ trong cấm chế hiện ra, ảo ảnh chợt lóe, người này liền lặng lặng đứng bất động ở một bên. Hồi lâu sau, Hàn Lập đột nhiên mở miệng, đoàn tử diễm chói mắt kia hóa thành một đám tử sắc hỏa tuyến, nhất thời bị hút vào trong miệng. Năm bộ khô lâu gần đó trái lại đột nhiên khép miệng, quang diễm trong miệng chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó ma khí xám trắng trên thân chúng nhanh chóng biến mất, xương cốt trắng loãng lại biến thành những màu sắc nhàn nhạt giống đám quang diễm kia. Lúc này, Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt, nhưng trên mặt một mảnh mờ mịt. Qua một hồi lâu sau, trong mắt mới lộ ra vẻ tỉnh táo. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở trên thanh sắc nhân ảnh, khẽ cau mày. Thanh sắc nhân ảnh tự nhiên chính là nhân hình khôi lỗi mà hắn vẫn đặt ngoài động phủ cho tự họ Ất Động. Những năm gần đây, Hàn Lập trừ việc cứ cách một thời gian ngắn lại cùng đệ nhị Nguyên Anh đang điều khiển khôi lỗi đồng hóa ra, một mực vẫn cho nó chiếu cố mọi việc trong động phủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, tự nhiên là có đại sự gì đó, không thể làm chủ, phải chính hắn tự mình quyết định mới được. Hàn Lập trong lòng có chút kỳ quái, lấy thần thông không thua đại tu sĩ của đệ nhị Nguyên Anh, còn có thể có chuyện gì làm cho nó vô phương định đoạt. Hắn lúc này thần niệm khẽ động, trực tiếp xâm nhập vào trong nhân hình khôi lỗi, cùng thần thức đệ nhị Nguyên Anh bắt đầu đồng hóa. Ước chừng một khắc sau, Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia cổ quái, mà nguyên bản nhân hình khôi lỗi vẫn đứng yên không nhúc nhích, từ bên trong túi trữ vật bên hông móc ra một vật, bình tĩnh đưa tới. Hàn Lập không lưỡng lự nhận lấy, đó bất ngờ lại là khối ngọc phù tàn khuyết bằng nửa bàn tay, hướng vào trong đó rót vào một ít linh lực, mặt ngoài ngọc phù lại hiện ra vô số huyết sắc tiểu tự. Hàn Lập sau khi quan sát một hồi, liền lộ ra vẻ do dự. Thiên Lan đạo hữu, tỉnh dậy đi, lần này thời gian bế quan của chúng ta cũng không ngắn à. Hắn âm trầm mở miệng, chỉ là bởi vì đã một thời gian dài không nói gì, nên lời nói có chút khô cứng. Cũng tầm 120, 130 năm, hai giáp mà thôi, cũng không tính là lâu. Thế nào, bây giờ sẽ xuất quan sao? Hàn diễm của ngươi và tâm ma chính là đang tu luyện tới thời điểm mấu chốt, chỉ cần lại tiếp tục tu luyện hơn 10 năm, liền có thể đem ngũ ma và năm loại cực hàn chi diễm chân chính luyện hóa thành công. Hiện tại ly khai không có chút đáng tiếc sao? Linh quang chợt lóe, từ trong tay áo bảo Hàn Lập bay ra một cái tiểu đỉnh, sau khi xoay quanh liền trôi nổi tại trước người Hàn Lập. Trên đỉnh hiện ra thân ảnh đồng tử, bộ dáng hiện tại của yêu này thoạt nhìn so với trước kia lớn hơn 2-3 tuổi, đang rung đùi đắc ý nói, chưa vội nói tới việc đáng tiếc, chỉ cần khi trở về tiếp tục luyện hóa là được. Nhưng trong khối vạn lý phỉ này truyền đến tin tức loạn tinh hải, ban đầu ta cùng thiên tinh song thánh đã làm một cuộc giao dịch, lúc này Lang Ngọc Linh nàng dù có làm phiền, ta cũng không thể coi như không thấy được. Hàn Lập khẽ lắc đầu, thiên tinh song thánh chính là đôi vợ chồng hậu kỳ ở loạn tinh hải kia sao? Năm đó ta ở trong đỉnh dùng bí thuật quan sát khí sắc bọn họ, hai người bọn họ mặc dù pháp lực không thấp, nhưng khí huyết không tốt, bộ dáng thọ nguyên không còn nhiều lắm, coi như một mực bình yên vô sự. Hiện tại quá nửa cũng đã tọa hóa rồi, không có đôi vợ chồng này tọa chấn, nên có chuyện gì cần hướng ngươi xin giúp đỡ. Đồng tử nhãn châu xoay chuyển nói, xem xét tin tức từ Lăng Ngọc Linh phát tới, đích xác không có nhắc tới song thánh, xem ra đôi vợ chồng này hơn phân nửa thật không còn tại thế. Bất quá đó cũng là một cơ hội, ta đối với nguyên tử thần quang của tinh cung cũng rất có hứng thú. Năm đó song thánh cho ta về loại phương pháp hữu dụng đối với việc tiến giai lên hóa thần, ta đã tinh tế nghiên cứu qua, các phương pháp khác đều không đáng tin, chỉ có nguyên tử thần quang tu luyện đến đại thành mới thực sự có chỗ hữu dụng trong việc tiến giai hóa thần. Lần này đi, vừa lúc đem phương pháp tu luyện thu vào tay, Hàn Lập chậm rãi nói, nguyên tử thần quang, công pháp như thế ta tại linh giới cũng không có nghe nói qua, hơn phân nửa là do tu sĩ giới này sáng tạo ra, nhưng đạo hữu tính toán tu luyện công pháp này có phải quá phân tâm không? Cẩn thận gặp phải trở ngại lớn à? Đồng tử nhắc nhở, ta trong lòng hiểu rất rõ.
Trước khi tu luyện nguyên từ thần quang này, ta sẽ trước hết đem pháp lực tu luyện tới hậu kỳ đại thành, dùng phương pháp cực hàn chi diễm đột phá hóa thần bình cảnh một lần, có thể thành công là tốt nhất, nếu không được thì nguyên từ thần quang không thể không luyện, nếu không thì không có phương pháp khác giúp ta tiến giai hóa thần. Hàn Lập ngưng trọng nói, đạo hữu đã nói thế, ta cũng không còn gì để nói. Đáng tiếc lão phu mặc dù cũng hiểu được rất nhiều phương pháp đột phá hóa thần, nhưng nơi đây linh khí quá loãng, dùng ở giới này lại không có hiệu quả. Đúng rồi, đạo hữu trăm năm qua tu luyện thế nào rồi, tựa hồ pháp lực tăng lên không ít. Đồng tử ánh mắt đảo qua thân thể Hàn Lập, nhàn nhạt hỏi, mặc dù pháp lực có chút tiến bộ, nhưng muốn đến hậu kỳ đại thành còn quá sớm, lúc đầu còn muốn khổ tu 5-60 năm mà thôi, mà kết quả này còn nhờ vào việc không ngừng nuốt phục các loại linh đan, nếu không chỉ bằng vào việc tự mình đà tọa khổ tu, chỉ sợ dù có thêm 100 năm cũng không có cách nào được như thế này. Hàn Lập thở dài một tiếng, lúc này hắn nhớ đến dáng vân đan được luyện chế tại dược viên trong không gian thần bí kia. Nếu còn có thể có số lượng đầy đủ linh đan này thì đủ để đem thời gian tu luyện rút ngắn đi mấy lần. Đáng tiếc linh thảo luyện chế dáng vân đan đã tiêu hao hầu như không còn, lại vô phương đem linh thảo này từ trong không gian kia nhổ ra để đem về đây trồng. Hiện tại dùng đan dược khác, đối với cảnh giới của hắn bây giờ mà nói, đan dược phụ trợ dùng được thật sự có hạn, không cách nào làm cho hắn vừa lòng. Bất quá những năm gần đây, hắn cũng không lãng phí lục dịch trong thần bí tiểu bình. Ngoài việc dùng để luyện chế đan dược, những linh dịch dư ra đều được hắn dùng để thanh tẩy linh nhãn và để thôi thúc linh trùng. Nhưng thanh tẩy linh nhãn kéo dài được hơn 20 năm liền ngừng lại, bởi vì hai mắt sau khi trải qua vô số lần thanh tẩy, minh thanh linh thủy rốt của không có tác dụng nữa, nếu liên tục sử dụng cũng chỉ là lãng phí lục dịch mà thôi. Nhưng linh nhãn của Hàn Lập bây giờ so với trước kia đúng là cách biệt một trời một vực. Hai mắt sau khi được rót vào linh lực cường đại, chẳng những có thể xuyên vân thấu vụ, thậm chí nếu toàn lực thi triển, có thể dùng thần niệm liền đem vật ngoài ngàn trượng nhìn rõ ràng, cứ như gần trong gang tấc vậy. Vì vậy, nếu thân ở trong cấm chế ngăn cách thần niệm gì, thần thông này cực kỳ hữu dụng. Mà lục dực xương công trải qua 100 năm thôi thục, rốt cục cũng tiến hóa ra được cánh thứ hai, thần thông từ khoảng cách trên dưới ngũ cấp yêu thú, giờ đã tiến hóa tới trình độ thất cấp yêu thú đại thành, đã có thể sử dụng phong tuyết chi lực. Dưới tình huống 12 con ngô công cùng nhau thi triển, đủ sức khiến phạm vi 10 trượng xung quanh lập tức hóa thành một mảnh băng tuyết. Nhưng một lượng lớn vệ kim trùng được Hàn Lập đặc biệt bồi dưỡng, còn chưa có dấu hiệu tiến giai. Trong tay hắn mặc dù có nắm pháp quyết mượn ngũ hành linh khí để khi linh trùng đạt đến một bước cuối cùng tiến hành giúp chúng trở thành thể thành thục, nhưng hiển nhiên chúng vẫn chưa đạt đến trình độ để có thể thi triển pháp quyết này. Bộ dáng những linh trùng này không biết phải bồi dưỡng bao nhiêu năm nữa mới đạt đến trình độ kia. Còn về thổ giáp long am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo mà hắn thu phục được ở Đại Tấn kia, dưới tình huống được ăn vào đại lượng yêu đan, cũng cực kỳ an tâm tu luyện trong động phủ. Bất quá nhìn tu vi nó, cách lúc đột phá bát cấp hóa hình rất gần rồi. Tại phương diện công pháp, Hàn Lập hiện tại tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết đồng thời cũng kiêm tu Đại Diễn quyết. Không biết là vì lý do tư chất linh căn thay đổi, hay là hắn tại phương diện tu luyện thần niệm này thật sự có thiên phú, lại có thể một hơi đem Đại Diễn quyết nọ tu luyện tới tầng cuối cùng. Bộ dáng tựa hồ so với việc tu luyện mấy tầng trước đó còn muốn thuận lợi hơn. Vì thế, thần thức của hắn so với trước kia cường đại chừng gấp đôi. Nếu có thể đem một tầng cuối cùng cũng tu luyện thành, thần niệm so với hóa thần tu sĩ cũng sẽ không hề thua kém. Trừ thần niệm ra, thân thể Hàn Lập hôm nay cũng mạnh mẽ khó có thể tin. Vì song song với tu luyện tật phong cửu biến, hắn cũng đem Minh Vương quyết tầng thứ 3 tu luyện qua. Mặc dù không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng tu luyện rất khó khăn, phải chịu thống khổ rất lớn, khiến Hàn Lập lúc mới bắt đầu suýt nữa cũng phải từ bỏ. Không trách được cho dù tại linh giới, cũng hiếm thấy có người đã tu luyện xong 3 tầng. Nhưng công pháp này sau khi tầng thứ 3 đại thành, sự cường đại sau khi thân hình được tẩy tùy còn vượt xa dự liệu của Hàn Lập. Hắn bây giờ có thể không thi triển hộ thể linh quang, chỉ bằng thân thể liền có thể ngăn cản một loại pháp khí công kích mà bình yên vô sự. Còn tu luyện tật phong cửu biến lại cực kỳ đơn giản, hắn chỉ tốn thời gian hơn 1 năm đã tìm hiểu thấu triệt, có thể tùy ý thi triển. Hàn Lập trong lúc bế quan còn luyện chế mấy thứ bảo vật, Mộc Sinh Châu kia có thể thi triển thần thông bất diệt thân thể, tự nhiên là được luyện đầu tiên. Phụ trợ tài liệu quan trọng nhất của Bảo Châu này chính là thứ trong Tam Đại Linh Mộc Dưỡng Hồn Mộc và Linh Nhãn Thụ. Những đồ vật đối với những người khác ở nhân giới mà nói đều là thứ muôn vàn khó khăn để kiếm, nhưng đối với Hàn Lập lại căn bản không thành vấn đề. Vì thế, hắn dễ dàng chế ra Mộc Sinh Châu, rồi đem nó luyện hóa vào trong cơ thể. Đương nhiên trừ viên châu này ra, hắn trong lúc bế quan còn đem độc câu của Song Vĩ Nhân Diện Hạt, bò cạp mặt người hai đuôi và Hỏa Long Trụ lấy được từ Côn Ngô Sơn thuận tay luyện chế thành hai kiện pháp bảo có uy lực không nhỏ. Hàn Lập trong lòng yên lặng suy nghĩ một lần về thu hoạch lần bế quan này, đột nhiên tay áo rung lên, vứt một cái ngọc bình đen nhánh ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó. Nhất thời thân hình năm bộ khô lâu phụ cận run lên, ma khí xám trắng bỗng nhiên hiện lên, hóa thành năm quỷ đầu lớn chừng bánh xe, miệng phun ma hỏa, dữ tợn dị thường. Tật Hàn Lập giương tay đánh ra một đạo pháp quyết, mấy cái quỷ đầu này xoay tròn,
lại nhanh chóng trở nên thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng nắm tay, bị ngọc bình đen nhánh kia phun ra một luồng hào quang hút vào trong đó. Hàn Lập đem ngọc bình thu lại, thân hình nhoáng lên đã đứng dậy, ống tay áo hắn nhắm ngay bạch quang quanh thạch thất phất một cái, nhất thời sau khi linh quang thiểm động, cấm chế thạch thất nhanh chóng tán loạn biến mất, hiện ra một cái cửa đá. Hàn Lập mặt không chút thay đổi đi tới, nhân hình khôi lỗi thì tại mật thất ngân quang chợt lóe, liền biến mất không thấy. Việt quốc tu tiên giới nằm ở trung bộ thiên nam, mấy trăm năm qua có thể coi là luân phiên tranh đấu, ít có thời kỳ bình yên được lâu. Năm đó đầu tiên là Việt quốc lục phái bị ma đạo đánh tan, sau đó lại là một hồi minh tranh ám đấu do vài môn phái ma đạo tranh giành Việt quốc, cuối cùng là Quỷ Linh môn thắng được. Nhưng tại trăm năm trước, Ngự Linh tông lại thừa dịp Quỷ Linh môn thực lực đại hao tổn trong vụ trị ma cốc mà đột nhiên liên hợp với vài tông khác làm khó dễ, bước Quỷ Linh môn ra khỏi Việt quốc. Việt quốc ngày nay bị mấy tông môn do Ngự Linh tông cầm đầu cùng nhau chia sẻ, mà lấy thực lực Ngự Linh tông, tự nhiên một mình chiếm gần nửa linh mạch linh quạng của Việt quốc, mà quạng linh thạch nằm dưới đất nơi nào đó trong đại hạp cốc, chính là một trong những mạch khoáng bị Ngự Linh tông chiếm cứ. Số lượng linh thạch dự trữ nơi này nguyên bổn cũng coi như phong phú, nhưng là sau khi bị Việt quốc lục phái, Quỷ Linh môn cùng Ngự Linh tông mấy tông môn này không ngừng đào bới, linh thạch rốt cuộc dần dần không còn, hầu như đã rơi vào trạng thái hoang phế. Bây giờ Ngự Linh tông trừ việc lưu lại hai tên đệ tử luyện khí kỳ đê giai trông coi ra, không còn tiếp tục phái tu sĩ trông coi chỗ này. Một ngày kia, hai tên Ngự Linh tông đệ tử đang canh ở lối vào quặng mỏ, bàn luận một ít chuyện vừa phát sinh trong tông môn. Tại lòng đất trên đỉnh đầu bọn họ, một đạo thanh sắc nhân ảnh đang yên lặng dùng thổ độn thuật di chuyển trong lòng đất, trực tiếp xuất hiện trong chỗ sâu nhất quặng mỏ, động quật không bắt mắt kia. Từ đầu đến cuối, hai tên đệ tử Ngự Linh tông đều không phát hiện chút nào. Hoàng quang chợt lóe, nhân ảnh hiện ra nguyên hình, chính là một thanh niên diện mạo bình thường. Hắn sau khi hướng một góc sâu trong động quật nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Người này tự nhiên là Hàn Lập, kẻ bay một mạch từ Khê Quốc đến đây. Một tháng trước, hắn sau khi xuất quan ra, cũng không gặp được Nam Cung Uyển chút nào. Nàng và Hàn Lập có chút khác nhau, trong hơn trăm năm bế quan vừa rồi của hắn, nàng đã xuất quan mấy lần, cố ý đi du lịch các nơi ở Thiên Nam một thời gian ngắn để tôi luyện tâm tính của mình. Mà đến lúc Hàn Lập xuất quan thì Nam Cung Uyển tại mấy năm trước đã lại tiến vào trong mật thất, tiếp tục bế quan tu luyện. Hàn Lập cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quấy rầy nàng. Sau khi phát cho nàng một đạo truyền âm phủ thông báo tin tức mình muốn đi xa liền rời đi, vào trong Lạc Vân Tông thấy hai người Lữ Lạc và Liễu Ngọc, hai người này gặp mặt Hàn Lập tự nhiên vui mừng. Mấy năm nay, trải qua phát triển mạnh của hai người, thế lực Lạc Vân Tông quả thực là tiến triển cực nhanh, đã sớm trở thành đại tông cả Thiên Nam đều biết đến. Mà vị nữ tử họ Tống kia, chính ở trong hơn trăm năm này đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, trở thành vị Nguyên Anh tu sĩ thứ tư của Lạc Vân Tông. Hàn Lập nghe xong trong lòng cũng có vài phần cao hứng, nhưng càng làm hắn ngạc nhiên là nữ tử họ Tống trải qua nhiều năm tìm kiếm, rốt cuộc hơn 10 năm trước đây đã tìm được một tên đệ tử thần niệm cường đại trời sinh. Nhưng bởi vì Hàn Lập đang bế quan nên người này liền tạm thời tự mình tu luyện trong tông mà thôi. Nghe nói tư chất linh căn cũng không tồi, là tu sĩ song thuộc tính linh căn. Hàn Lập nghe xong trong lòng khẽ động, lập tức triệu kiến người này. Kết quả tên đệ tử này đúng là một thiếu niên 16, 17 tuổi có chút gầy yếu, nhưng mặt mũi thanh tú. Hàn Lập tự mình kiểm tra thiếu niên một phen, thần niệm đối phương quả nhiên trời xanh cường đại dị thường, cơ hồ so với tu sĩ thế hệ cùng lứa thì mạnh hơn gấp đôi. Quan trọng nhất là tâm tính thiếu niên cũng có chút thành thật chững chạc, khiến Hàn Lập rất vừa lòng. Hắn cũng không hỏi vòng vo, trực tiếp hỏi thiếu niên có nguyện ý bái hắn làm thầy không. Thiếu niên tên gọi Thạch Kiên này sớm đã biết thân phận Hàn Lập, vừa nghe thấy người được xưng là Thiên Nam đệ nhất tu sĩ Hàn Lập muốn thu mình làm đồ đệ, tự nhiên trong lòng bừng như điên, không chút lưỡng lự liền hướng Hàn Lập dập đầu quỳ lại, nhanh chóng bái lại trở thành môn hạ Hàn Lập. Hàn Lập cười ha hả vài tiếng, liền mang thanh niên quay trở về Tử Mỗ Phong, cấp cho Thạch Kiên một tòa động phủ trong một ngọn núi khác, còn đem đại diễn bảo kinh này phục chế một phần cho hắn. Hắn trừ việc dặn dò thiếu niên nhất định phải tu luyện đại diễn quyết ra, công pháp còn lại trong bảo kinh để mặc hắn tự do lựa chọn mà tu luyện, cũng không can thiệp thêm. Mà lấy tài cao ngút trời của đại diễn thần quân năm đó, công pháp bí thuật có ghi lại trong bảo kinh thật sự không ít. Đương nhiên Hàn Lập cũng cấp cho tên luyện khí kỳ đệ tử này đủ số lượng đan dược, rồi lại triệu hồi thiếu nữ Điền Cầm Nhi, đem việc phụ trách chỉ điểm Thạch Kiên tu luyện trong một thời gian ngắn giao cho nàng. Cũng phải kể đến, Điền Cầm Nhi mặc dù là thân bằng long ngâm chi thể nên tu luyện đứt quãng, nhưng sau khi được nhân hình khôi lỗi đưa cho một số lượng lớn đan dược duy trì, trải qua hơn trăm năm này rốt cuộc cũng đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Xem ra giống như Hàn Lập dự liệu, chuyện nàng này đạt tới kết đan cũng không phải là không có khả năng. Sau khi nhận thiếu niên, việc cuối cùng trong lòng Hàn Lập quan tâm cuối cùng cũng đã mất. Năm đó khi đại diễn thần quân tạo hóa thì muốn hắn tìm một tên đệ tử thay ông ta tiếp tục truyền thừa đại diễn bảo kinh, Hàn Lập đã chuẩn bị đợi đến khi thiếu niên kia đạt đến tu vi kết đan liền lập tức ban cho hắn một số kiện bảo vật uy lực lớn, rồi cho hắn đến cực Tây chi địa
đoạt lại vị trí Thiên Trúc Giáo giáo chủ, kế tục truyền thừa của đại diễn thần quân. Còn về phần mộ phái linh đang cư ngụ tại Tử Mộ Phong, sau khi được Nam Cung Uyển truyền thụ bí thuật Yểm Nguyệt Tông, tu vi cũng đã tăng tiến không ít, đã tiến giai đến cảnh giới kết đan hậu kỳ. Nàng đang bế quan ngày đêm, khổ tu pháp lực để sớm đạt đến hậu kỳ đại thành, rồi thử nghiệm đột phá cảnh giới nguyên anh. Hàn Lập cũng không quá để trọng tới phát triển của nàng ta sau này, không phải là vì tư chất mộ phái linh kém cỏi, mà bởi vì một tu sĩ có thể ngưng kết nguyên anh, cơ hồ cũng phải có cơ duyên và tạo hóa của chính mình. Mộ phái linh nàng này tuy tu luyện chăm chỉ dị thường, nhưng nếu không có kỳ ngộ khác thì cũng chỉ giống như các tu sĩ nóng tính, hy vọng tiến giai nguyên anh đồng dạng rất xa vời. Sau khi Hàn Lập đem chuyện lớn nhỏ trong tông môn và động phủ của mình tất cả an bài xong, cũng không chần chờ mà rời khỏi Vân Mộng Sơn Mạch, chạy thẳng tới Việt Quốc. Dù sao xem xét từ tin tức Lăng Ngọc Linh truyền tới, tình hình tinh cung hiện tại thật sự không tốt chút nào, bộ dáng tựa hồ bị nghịch tinh minh hoàn toàn áp chế vào thế hạ phong, nếu không cũng không đến mức phải vận dụng vạn lý phù tìm mình hỗ trợ. Hàn Lập không muốn khi mình tới loạn tinh hải lại thấy người cần cứu trợ đã đi đời nhà ma trước rồi. Hiện tại hắn lại lần nữa tới tòa thượng cổ truyền tống trận trong động quật dưới đất tại Đại Hạp Cốc. Mặc dù tòa truyền tống trận kia lần trước khi trở về đã bị hắn cố ý phá hủy rồi, nhưng hắn đã sớm đem phương vị bố trí truyền tống trận ghi nhớ không sai chút nào. Chỉ cần sau khi một lần nữa đem vị trí ban đầu của truyền tống trận này bày ra, tự nhiên liền có thể lại truyền tống đến loạn tinh hải. Mà càng làm cho Hàn Lập yên tâm chính là nơi đây hôm nay chỉ còn lại có hai tên tiểu bối luyện khí kỳ trông coi. Hắn chỉ cần thi triển chứa nhãn pháp liền có thể dễ dàng giấu giếm được tai mắt hai người này, tuyệt đối sẽ không phát hiện được điểm dị thường gì ở đây. Hàn Lập tự đánh giá như thế, lúc này cua túi chữ vật bên hông lên, rồi hướng không trung ném ra. Túi chữ vật xoay tít trên không trung, đột nhiên miệng túi đảo ngược, nhắm ngay mặt đất phun ra một luồng hào quang màu trắng nhạt. Sau khi linh quang chợt tắt, trên mặt đất bỗng hiện ra một đống tài liệu cao cỡ nửa người, đa phần là các loại kỳ thạch linh ngọc. Hàn Lập mặt không chút thay đổi hướng không trung với một cái, trong túi chữ vật lại có bạch quang chớp động. Lần này từ trong túi phun ra hơn 10 căn pháp kỳ và pháp bàn, từng kiện trôi nổi giữa không trung, chớp động linh quang màu sắc khác nhau. Hàn Lập trong miệng lẩm bẩm, tay áo hướng những khí cụ bày trận này nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời những pháp khí này hóa thành các sắc quang mang nhập vào bốn phía động quật, liên tiếp lóe lên rồi biến mất dạng. Tiếp đó từ giữa động quật toát ra một luồng xương trắng lớn, đảo mắt liền đem Hàn Lập bao phủ vào trong đó. Giây phút này nếu có tu sĩ từ bên ngoài động quật đi qua, chỉ thấy bên trong động quật trống rỗng, bộ dáng thập phần bình thường. Cấm chế pháp trận sinh ra hoàn toàn che đậy Hàn Lập và đống lớn tài liệu pháp trận kia vào bên trong, mà Hàn Lập trong động quật làm việc lu bù cả lên. Lấy tài nghệ và kiến thức trận pháp của hắn hiện tại, dưới tình huống có sung túc tài liệu, việc bố trí một pháp trận loại nhỏ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là không cần tốn nhiều công sức. Chỉ mất công phu ngắn ngủi 2 ngày, một tòa cổ truyền tống trận mới tinh liền xuất hiện giữa động quật. Hàn Lập sau khi cẩn thận kiểm tra pháp trận, liền đánh ra một đạo pháp quyết. Ở giữa pháp trận sau khi bạch quang chợt lóe, liền truyền ra từng trận âm thanh, rồi tiếp đó các nơi trên pháp trận đều có linh quang chớp động, nhưng sau một lát liền tự động trở nên ảm đạm. Xem ra truyền tống trận bên kia cũng không hề có vấn đề, có thể truyền tống được. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, thân hình sau khi nhoáng lên liền xuất hiện trên truyền tống trận. Nhưng khi hắn đang muốn kích phát pháp trận thì ánh mắt đột ngột hướng về lối vào động quật quét tới, trên mặt lại hiện lên một tia chần chờ. Sau khi hơi cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên vỗ vào túi linh thú bên hông, trong túi vang lên thanh âm tê tê, miệng túi hé ra một luồng gió tuyết trắng từ trong túi trực tiếp phun ra. Lập tức 12 con tuyết bạch ngô công đều hiện hình ra trong gió tuyết, mỗi con đều dài gần thước, sau lưng mọc ra 4 cánh, dữ tợn dị thường. Hàn Lập sau khi thả những lục rực xương công này ra, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết hướng những linh trùng này đánh tới. Những linh trùng này nhanh chóng thu nhỏ lại, đảo mắt đã biến thành cỡ bàn tay. Tiếp đó bọn chúng hé miệng phun ra luồng luồng hàn khí bao bọc chung quanh thân thể, bắt đầu tự đóng băng chính mình. Một lát sau, từng cái băng cầu trong suốt dị thường xuất hiện trước người Hàn Lập. 10 ngón tay Hàn Lập nhằm vào băng cầu này liên tiếp bắn ra 12 đạo thanh ti, trong nháy mắt nhập vào băng cầu không thấy bóng dáng. Tiếp đó 12 quả băng cầu không cần Hàn Lập thi pháp cùng nhau hướng dưới đất từ từ chìm xuống, trong ánh hoàng quang chớp động độn nhập vào trong lòng đất rồi mất dạng. Hàn lúc này mới khẽ cúi đầu, có 12 con linh trùng tương đương với thất cấp yêu thú thủ hộ, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dễ dàng phá hủy truyền tống trận trong này, như vậy mới làm hắn yên tâm hơn nhiều. Lập tức Hàn Lập không hề chần chừ nữa, thúc giục truyền tống trận dưới chân, cả người trong ánh bạch quang liền biến mất. Sau một hồi đầu váng mắt hoa, thân hình Hàn Lập xuất hiện ở trên cái đảo nhỏ cách đó không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Ánh mắt hắn đảo một vòng, tất cả đều giống với lúc hắn rời đi, xem ra lấy độ bí ẩn của nơi này đến bây giờ cũng chưa có tu sĩ khác phát hiện ra. Hàn Lập bước ra khỏi truyền tống trận cũng không quay đầu lại mà trở tay chém vào hư không một nhát, một đạo kim quang chém qua, sau một tiếng oanh thật lớn, truyền tống trận phía sau đã bị chém thành hai nửa.
Hàn Lập mặt không chút thay đổi đi ra khỏi thạch thất. Một lát sau, một đạo thanh hồng từ trên đảo bay lên, xoay một chút liền nhằm thẳng một hướng phá không bay đi, đảo mắt đã biến mất tại phía chân trời. Hàn Lập ở trên con đường khác của hòn đảo, nhắm hướng Thiên Tinh Thành mà đi, không có chút ý định dừng lại. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền phát hiện, trên đường ngẫu nhiên gặp được tu sĩ nào thì cũng đều mang bộ dáng vội vội vàng vàng. Nhưng nếu là hai tu sĩ xa lạ trên đường chạm mặt nhau, song phương lập tức trở nên cẩn thận, vẻ mặt biểu lộ sự cảnh giác, không khí trở nên khẩn trương dị thường. Điều này làm cho Hàn Lập nhướng mày, cảm nhận được bên trong tinh hải có sóng ngầm mãnh liệt. Theo hắn dần dần tiếp cận tinh thành nơi đảo lớn, tu sĩ đi trên đường cũng dần nhiều hơn, không chỉ cảnh giác như lúc trước mà còn bắt đầu xuất hiện chém giết lẫn nhau, song phương động thủ không có chút nào lưu tình, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Hàn Lập lúc đầu còn không có để ý, nhưng dọc trên đường gặp tình hình tranh đấu càng ngày càng nhiều, rốt cuộc hiểu rõ, những tu sĩ đó hơn phần nữa là cùng cuộc tranh đấu của Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh có liên quan với nhau. Tuy rằng Nghịch Tinh Minh hiện tại có vẻ đại chiếm thượng phong, nhưng Tinh Cung thống trị Tinh Hải đã lâu, thế lực tông môn rất sâu xa, bình thường thế lực cạnh tranh cũng không nhận ra trong đó có cái gì liên quan. Nhưng tới thời điểm Tinh Cung sinh tử tồn vong, những thế lực đó sẽ xuất đầu lộ diện. Điều này cũng cho thấy rõ, Tinh Cung tựa hồ đang ở thời điểm sinh tử tồn vong đã tới. Dù sao nếu còn một tia hy vọng thì sẽ không dễ dàng vận dụng đến lực lượng sâu xa đó. Đương nhiên, Hàn Lập cũng sẽ không phải kiểu chưa thăm dò gì tình hình loạn Tinh Hải hiện giờ, đã liền cùng Tinh Cung tranh đấu với Nghịch Tinh Minh. Nhưng do đám tu sĩ này tu vi quá thấp, thân phận hạn chế nên rất khó có được tin tức chuẩn xác. Vì thế dọc đường tuy gặp không ít chút cơ kỳ tu sĩ nhưng hắn chưa dừng lại một chút nào. Hiện hắn đang hóa thành một đạo thanh quang nhàn nhạt, phóng thật nhanh trên không. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, xoay đầu qua, hướng xa xa liếc mắt một cái. Độn quang tự nhiên biến đổi, hướng chỗ nhìn vọt tới. Lấy tu vi Hàn Lập hiện giờ, toàn lực thi triển, thanh hồng chỉ chớp động vài cái, đã xuất hiện ở không trung một nơi cách đó mây dặm. Ánh mắt hắn đảo qua, trên mặt lộ vẻ cười mà không cười, chỉ thấy ở tầng trời thấp, có một lão già áo đen cùng với một gã đại hán hung ác, đang phân biệt khu động một cây phi kiếm màu vàng lấp lánh cùng một phát bảo viên hoàn màu xanh, đang đấu nhau kịch liệt. Nói đến cũng khéo, tu vi hai người này đều ở kết đan kỳ, pháp bảo uy lực cũng hơn kém không nhiều lắm, lực lượng vừa đẹp để đấu ngang nhau. Lấy ánh mắt Hàn Lập nhìn, hai người nếu không có bảo vật khác hoặc xuất kỳ chế thắng, để phân thắng bại thì tối thiểu cũng mất hơn nửa ngày công phu mới được. Hơn nữa trong đó một người tuyệt đối không thể thực sự giết được đối phương, hơn phần nữa là một phương phẫn nộ chạy thoát mà thôi. Hàn Lập quỷ dị xuất hiện ở phía trên hai người tranh đấu, tự nhiên làm cho lão già cùng trung niên đại hán lâm vào cả kinh, bất giác pháp quyết trong tay ngưng lại, tất cả đều nhìn qua hắn. Kết quả thần niệm vừa đảo qua, tất cả sắc mặt đều đại biến. Vì không muốn để mọi người chú ý, Hàn Lập đã đem tu vi che giấu ở khoảng nguyên anh sơ kỳ, nhưng đối với hai gã kết đan kỳ tu sĩ mà nói, đủ để chấn nhiếp tinh thần họ. Hai người gần như cùng vẫy tay một cái, đem pháp bảo thu về. Sau đó lão giả hướng Hàn Lập ở xa cúi người hành lễ, cung kính dị thường hỏi: "Vãn bối Lạc Hồn Đảo Tất Tốn, tham kiến tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh, có phải có sự tình gì cần phân phó cho vãn bối?" Trung niên đại hán trong lòng đầy run sợ, đồng dạng cũng hướng Hàn Lập liên tục hành lễ, mở miệng lấy lòng. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem các phần sau nha.